đây là trứng, đây là trứng, đây là nước sốt để bọn mình chấm với bánh mì, đúng không? Cà chua. Các bạn ơi, miếng bít tết ở dưới này. Wow, rất là to. Thank you.
rồi. Chắc là thịt mềm nên là thịt đang cắn được đúng không? Miếng to này, thì đang ăn được không? To à. Là mẹ cho thì không ăn miếng to này. Chị mẹ ạ. Trứng ngon không? Ngon à. Em trứng này. Mềm mềm ngon mà. Ăn được nữa không để mẹ gọi. Chào bọn con, bọn con đang no rồi. Thế ăn cố đi. Có mẹ lại gọi suốt nữa. Thôi. Không hay là gọi suốt nữa ăn đi cho nó no hẳn. No được rồi. Chiều nữa vậy. Hay bọn con ăn thêm một suốt ngon vậy thì no rồi. Hả? Ăn lấy bánh mì ăn đi. Con đang ăn này. Chấm nước sốt này. Con còn chưa ăn hết miếng thịt này nữa rồi con ăn bánh mì. Có thế à? Vâng. Mẹ cứ tưởng thì ra ăn hết rồi. Bạn ơi, quán phở cơm ra mà đi tên này ngay gần nhà mình, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn. Mình thấy rất là ngon luôn. Mình rất là thích cái nước sốt này, chấm với bánh mì rất là hợp. Giờ con cũng rất là giòn luôn. Mẹ cứ hai lười nấu cơm ấy thì hai đứa mới được hay được ăn đồ ngon này đấy. Mẹ ơi, mẹ lười nấu ăn thường xuyên đi để bọn con được ăn nhiều đồ ngon khác nha. Nhưng mà vẫn phải ăn cơm là chính chứ. Cái món này thì thỉnh thoảng ăn thôi. Đúng anh đã chỉ đăng rồi á. Không bị mắc răng. Chở anh không rồi. Đây là ngoài đây là chưa ăn xong. Mà Hồng Anh tí nữa đưa Thùy Giang đi học nên mẹ đưa đây. Nếu con sợ bị muộn lắm hay mẹ đưa em đi đi. Ờ thế cũng được. Thì đang chỉ ở đang sợ các mẹ cổng mẹ lát để gọi bắt đầu hai đứa ăn thôi ăn thêm bắp cỡ nữa tôi đang no bắp cỡ rồi ăn được mấy miếng mẹ gọi là bắp cỡ nhưng chẳng ai ăn không ăn nghe bắp cỡ.